ngoài chủ nhật sáng dặm vừa đàn. Tiến chào tất cả cô chú anh chị em. Thời gian này Tiến gặp hai chồng có anh Khánh Bình đi bệnh viện nè. Bệnh viện Khánh Bình? Bệnh viện tỉnh An Giang. Không có mà bị chị bị gì? Lao phổi. Lao phổi hả? Mặc pha lao luôn. Pha lao luôn nha. Bác sĩ thì người ta hôm qua là ta rút máu, rồi ta nội soi, rồi ta chụp X quang. Cái này thì bỏ đi lên hai chồng Khánh Bình lại lên đây uống cà phê mọi người. Thì hai chồng Khánh Bình hồi bữa đám cưới qua mấy ngày sau bệnh luôn. Mới lạnh. Ngầu bánh này, ngầu bánh đấy. Lên đây nằm mấy bữa rồi? Ba bữa rồi. Ba bữa hả? À. Thì tình hình sức khỏe sao lỗ không trang lên bệnh? Rồi cũng đang bác sĩ đang theo dõi. Hai ngày nay không có vô nước biển cho thuốc uống. Mình uống nằm, gắng nằm tới đâu hay tới đó, gan để lên bệnh viện là phải cố gắng trị cho hết. Thì là bác sĩ cho xuất viện mình về. Nay chơi bông, đeo bông dữ trời. Mình là chơi đổi đời, có vợ mình hết bệnh, không đổi cái phong thủy. Vậy sao mà chị hả? Chị hoài, chị xỉu đoán hoài vậy nha. Hôm qua bác sĩ cho đi nội soi. Sao nói gì? Nước vô hai cái ống như đây nè, như nước cái ống như đây nè. Sợ muốn chết luôn. Rồi nói còn hèm đồ chua nữa không? Cũng vẫn ăn. Vẫn ăn gì hả? Thằng ơi. Quýt, mô quýt, đồ này nọ nhóc chén, cũng đồ chua cũng vậy chứ. Cũng đồ chua không nha. Quýt nho. Sao mà hèm đồ chua dữ vậy? Không biết chứ, bụng ra này nó hèm làm sao không biết. Không biết sao vậy ha. Trời ơi, mình nay chơi bông mua nữa. Mới mua 2 ngày nay. Trời ơi, mua. Đeo hai bên luôn. Hai bên hai chiếc. Trời. Gần 5 phân nè. Đổi đời luôn. Đổi phong thủy. Đổi phong thủy hả? Quần có lô tay sẵn hả? Tôi có lô tay, tôi bấm lâu rồi. Thì chị ăn uống gì được không? Ăn cũng vậy à. Có ngủ được không? Hôm nay ngủ. Được. Được nha. Bác sĩ nói gì nào gì ạ? Mới vô ba bữa rồi dễ gì về. Mới vô ba bữa rồi ha. Cái này thấy ấm quá, trời ấm rồi. Dám sụt nữa. Không có 24 này dám 23 lắm. Quá ấm. Mặc quần mà tụt luôn. Quần tụt luôn hả? Chanh nóng luôn. Em trai một ly chanh muối nóng. Còn anh ly cà phê sữa. Đi gấp quá không lấy cây theo. Nó cầm vậy đi. Cho tông. Tông. Vậy chứ cũng vui vẻ nằm cũng cố gắng lạc quan. Lạc quan nha. Hôm qua lên nội soi sợ quá luôn. Nội soi này không phải là nội soi dạ dày mà nội soi vô trong phổi, nó đút ngược cái ống lên lỗ mũi. Cái ông bác sĩ ông chạy ra ông kêu chú bệnh ơi, tôi hết hồn, tôi nói tới nữa rồi ai về là hỏi em ăn bữa ăn đúng 10 giờ không, đúng không?
ta dặn là ăn tới 10 giờ thôi là không được quyền ăn. Hai kêu à? Ở đây đâu là kêu? 23, 23. Ai biết đâu gì bà ba? Nhập luôn đi, hồi nãy anh về là anh đi mua đồ ăn đó. Mua bịch bánh canh với bịch nước mía, hộp hộp nước mía. Gì mà cũng còn đồ chua được không hả chị? Dạ. Em này em mua nho với mua mứt ăn. Thấy có hèn mỏng gì không? Có hèn đồ chua gì không? Ăn được. Ngày nào cũng nửa ký mứt đó, mứt chua chua ngọt ngọt kìa. Ngày nào nửa ký gì hả? Ừ, mứt không. Rất là nhiều nho ít hả? Nho ít ăn ha. Bóp lòng bè à. Ở ngày ốm nữa rồi, mới phục bao nhiêu đi nữa rồi. Đi mà bán không? Ừ. Bóp. Tôi không gần cái này đi nè, cũng có tí tháo ra. Trời. À, bóp đây nè. À. Cái này sụp nhiêu rồi chị Hồng? Không biết nữa, chưa tăng nữa mà sụp rồi á. Này chắc nếu mà sụp rồi ha. Này chắc còn 23 kg. Chắc vậy luôn. Có 20 kg quá. 21 kg à. Mặt nó hưởng nó tụt luôn rồi. Thằng ơi tụt quần luôn hả? Quá ốm nghe hả? Quá ốm. Nổi lông xe về bà con tặng khán giả đi. Ừ. Phút nữa không? Làm phút đi. Mà sao người ta thấy thằng mạnh dạng không chứ không? Người ta nói chi không? Có thai rồi sao mà con nghe thai nhiều chú ơi nhờ anh bao lần con sao anh có thái mồm lùn xin xin mau xin tin anh lại em nói con xin em mong thân sao qua người nhớ anh sẽ nhớ thăm mẹ em trong giờ thơm xuống tội nên dài sớm ngủ mong đến lòng lòng em mong người nhớ hiền qua phố chờ bóng nghe tiếng xe gió âm vần cây em trơn trong thấy anh cùng ai bước chung đường người em của anh qua người nhớ muốn anh sẽ nghe thương em trong chờ thương khung tôi nghe dài phần ngủ mong đến ngày gì chưa sao chưa sao bệnh như giả đò vậy đó chút xíu cái là mệt lên mong nghe tiếng xe lố âm lên tay em chơi trong thấy anh cùng hai đứa chung đường có mình em chứ có ai đâu em luôn thân nhau tiếng em cho ngáo cho anh nói anh yêu em trông chờ từng phút em trông chờ từng phút bao đêm dài phòng ngủ mong đến ngày giường ngon anh vậy còn được còn yên còn được còn xài được thì bình thường thì nói chung vợ của tôi thì vậy tỉnh quẹo hả? Bình thường hồi mệt mệt cũng chút vậy. Mệt ăn khó không được. Nay nhìn anh Bình đây là bọn nhìn chấu trang ha, nhìn nó có sắc lên đàn trai. Xin gờ ca sĩ mà phải thay đổi phong thủy mới được. Đúng rồi. Sao bỏ nghĩ nha, trên Bình. Một là coi vợ mình có thay đổi bớt bệnh không? Hai với mình thay đổi cái phong cách ca hát rồi coi. Như mình lên mình nổi hơn. Tiến triển không chứ sao? Có tên mà chưa có tuổi hoài nè. Hôm qua anh này anh dẫn chị đi nội soi á.
ảnh cổng thì không ai cũng nhờn. Ổng thì ai cũng dồn quá. Trời ơi là vậy nè, nói vậy nè. Kêu đi thang máy. Rồi hơn thang máy đẩy. Mình nói thiệt hồi nào mình dốt không có biết thang máy không tí thôi. Tôi đi thí vô bấm người ta lầu 2 mà bấm tới cái nút số 1 quán hộp đi xuống 1 thôi cổng mẹ nó luôn cho gọi. Không có biết bấm. Sợ chết. Sợ đúng không? Dốt. Rồi mà không có mà tôi nói để tôi cổng từ lầu 2 tôi cổng xuống mẹ nó cho nó gọi đi. Có 2 tầng. Cổng dài dài vô đó ai cũng còn. Giờ mình ta có nói gì không chị Hồng? Nói ca sĩ giỏi tiếng. Mà nói là ca sĩ không này cũng thương vợ muốn y ghi trong bạn trong gì những người bình luận mà mình đi ra mình đâu dám nghe. Nói người ta coi quá trời luôn. Quá trời ta coi hả? Dạ, cái đâu chạy xe dọc đường nó cũng nhờ. Tối cái thằng nào đâu đang nói chuyện với bà đó, trên nói nó Bình Dương đang coi xem cái clip của anh Bình nè. Cái gặp cái bà kia đưa chào mừng quá kết bạn. Tôi nói ra vợ bệnh rồi để bữa nào rảnh rảnh thì mình có clip mới mình ủng hộ cho mấy anh chị thư giãn trong cái ngày mình xả stress vậy đó. Quá trời khán giả luôn mà. Vậy đi cái đâu rồi em mấy ca sĩ nổi tiếng. Nổi tiếng thấy xì ra keo. Hôm nay còn cách từ 20-21 ký gì lắm. Không vậy mà ăn được. Ăn được ha. Ăn được ngủ được. Mà không có uống thuốc gì hết. Chỉ 4 viên đúng là bác sĩ cái khoa của người ta hay thì 4 viên sáng 2 viên chiều 2 viên vô một chai nước biển 3 ngày vô một chai nước biển. Ta nói là mình không có đi vô nước biển thường bệnh phổi là nó nồng nước ở trong. Nồng nước đó. Nồng nước nó khó thở đó. Chứ không phải là đi vô nước biển mà trốn đâu. Nói là mình vô nước biển nhiều. Vô từ ngày 3 đến nay 3 ngày là chỉ vô một chai. Bác sĩ thấy ta hay không? Sáng này á là mệt ngủ được. Mình sáng mệt khó được. Bây giờ tự nhiên nó ẩm. Sáng bữa nào cũng là cái giờ đó hành vậy đó. Em phải nói cho bác sĩ biết nha, là người ta có thuốc là chậm cái lúc của mình. Qua nội soi bác sĩ đưa hai cái ống vô đây nè. Nội soi phổi. Rồi đúng cái dạ dày. Còn dày vô đây nữa nè. Bắt đầu trời ơi làm nó sợ luôn chứ chịu không nổi. Bác sĩ nói trời ơi cuộc đời nó nằm ở đây. Bác sĩ nói cuộc đời thay nhà nằm ở đây. Vậy chứ cũng tỉnh tuần là hỏi à. Rồi cha sao chừng là tỉnh dại thôi nha. Trời ơi trời rumba gì nói cũng queo vậy. Thì đừng đút đút nói cho dở không đi. Dĩ nhiên rồi. Ở trong bệnh viện cũng đút gì hả? Trời ơi trời đút gì không ai đúng mỗi lần đút cơm. Đút có mỏ vậy cũng chát hả? Đưa mỏ đường. Không có đường hả? Nhưng mà trời ơi mẹ. Ta đưa cái giấy đi nè. Trời ơi con đường vô mẫu vô. Mấy em lại vô bệnh viện làm ai cũng lại dòm ngoài đó. Dạ, dòm ha. Mày ai cũng sùng xì cái nổi tiếng mà. Trên mạng. Tại nó nổi tiếng trên mạng ha. Làm coi mấy cái nước. Tại nó nói là hai vợ chồng gì không? Có chứ. Có, nói là ngưỡng mộ hai chồng chị quá. Nó coi trên mạng thấy ngưỡng mộ hai chồng chị. Cái bà mà ngang cái bệnh viện tâm thần ngang cái đó, nếu mà bữa nay mở cửa là mình vô đó quay. Cứ tự nhiên anh ăn cháo cá. Anh nói nghe anh hỏi bán cháu cá nhiều, ông nói 15-20 cũng được. Cái đó trời trời, ngưỡng mộ gặp thần tượng rồi chỉ đâu, tôi nói chị nằm bệnh kìa. Cái mua 15 ngàn bà để cá, anh về anh kể em nghe đó. Bà để một đống cá phải nãy mà mình mà qua bà. Đừng có đóng cái cửa đó, mình qua mình quay bệnh im lắm. Chủ quán mà ta ái mộ vậy đó. Bởi vì anh? Xong kỳ bữa nay. Mở cổng cửa hay mở cửa? Bởi vậy, 12 giờ, 1 giờ kỳ cục với nó mới đi cái cửa này nè. Vừa chưa? Mở qua cửa đó xa hay gì? Xa nhưng mà nó khóa lại em đi ra không được, em phải đi ngược ra cổng này, nó ngộ vậy đó. Trong khi xa. Nếu mà nó không mở thì anh xẹt qua có mấy bước. Ừ, tới mà nó nát lưỡi à. Mà cái tiệm mới mở cửa ha. Chồng đút không phải tiệm mở cửa ở trong bệnh viện á. Ông Tân ở kia nào đút vậy? Vợ uống miếng, chồng uống miếng đó. Trời ơi. Hay liếm luôn. Hướng nhau đâu có sợ lây liếm gì đâu. Kít mi hoài mà sợ gì? Bởi mi hoài mà đi chung luôn. Nhà mở hàng cái rồi. Trời ơi. Lại chứ nè. Thật phái ông Tiến cũng nói câu đầu. Ông Tiến nói câu đầu là đá câu đó. Trong đó anh nằm 7-8 ngày
Từ nằm mấy hả? Ừ. Anh nằm 8 ngày mà chưa xuất viện á. Kia em biết không, cái bữa cấp cứu, nằm cấp cứu, cha mẹ ơi, vô cấp cứu và phải chuyển lên đây. Em phải làm hồ sơ chuyển lên được phòng mấy mình nằm, nằm ngay khoa lao. Đỡ, không có đi lầu 8, lầu 9, đây nó xẹt qua cái tới liền lội bộ. Nằm lầu 2. Lầu 2 hả? Ý anh nói là khoa lao nó nằm ở dưới đất, nhưng mà chỉ bước lầu 2. Còn mấy cái bệnh kia là đi thang máy lên lầu 8, lầu 9. Cổng mà chị là từ dưới tắt lên trên luôn. Trời, trên xuống dưới luôn, không có gì đâu. Trên xuống dưới từ dưới lên trên. Là mà cổng từ Pha Lao mà dài tới đi qua cái đường mà dài ra cái đường đó là đi cũng khoảng 500 mét. Bầu quỳ sao rồi? Bầu quỳ thì chờ, thì nghi nghi vậy, chờ đi khám đi tại thèm chua hoài. Bây giờ thèm chua nữa không? Còn hả? Bây giờ ai cho ăn là ăn. Đây, nhưng mà bây giờ thành chua đổi qua là quýt nha. Ba ngày nay là ngày nửa ký quýt. Trời ơi, quýt luôn dữ. Thôi đừng ăn nhiều mắc máu lắm. Chua ngọt ngọt vậy mà uống vô rồi là ngày nào cũng một ly nước mía nha. Ăn cơm ăn uống hết trơn luôn. Cho hai viên thuốc gì nhỏ xíu ăn được uống được mà ngủ được. Là sáng 2 viên, chiều 2 viên. Ở ngoài ra không có gì hết, không nước biển gì hết trơn. Thấy ta hay không? Vậy là chị hiện ngoài của chừng là nguy hiểm á. Bởi chị có một cụ tí à? Dưỡng dưỡng hai nghe. Ham lắm luôn nhắc. Giá trời, giá trời có người khám bệnh con. Có khám bệnh con á? Có rồi. Có nói không? Có, có. Không ra khám bệnh mà có khí con. Nằm mặt với bà giỡn nói chuyện nhau vậy đó. Có mấy cái người dân tộc người ta bệnh ra vô ta đứng ở ngoài coi mới hồi sáng tôi, anh là lúc mà điện em là anh đi anh đem đồ nó đứng coi là cũng 7-8 người bu lại coi hả? Bu coi tôi thì cái lợi của tôi là bình thường là vô tôi chút ra rồi tôi đút ăn uống là tính quen coi rồi nói tiếng miên Campuchia gì mình đâu có biết. Ta biết hai chồng ta ai mà ở ai cũng biết hết nhá, giờ như đâu ai cũng biết. Có nghĩ khi nào mà hôm nay được như ngày lúc trước như ngày hôm không nay bao giờ đó, không mà nhớ giờ chứ sao như ngộ đi tới đâu có người ái mộ tới đó không thì không tự không nổi bởi vì hạnh phúc nó cứ dâng lên tới cái cổ rồi. Thì nói chung ra mình khi mình đã được lên rồi á thì mình cứ giữ đó chứ không phải như mấy người khác nha. Đúng rồi, hiểu rồi. Cái này nào là nào anh em cư xử bất cứ ngoài xã hội ai mình cũng cái phong cách mình hồi nào nó phải y ra nhưng mà mình cố gắng tốt hơn nữa mới ngại. Chứ thấy nhiều người đưa lên đã rồi đầu cái thấy có hơi cái đầu cái ẹo ẹo lại thấy là thấy không xong rồi đó. Bác sĩ chưa báo ngày nào về đúng không? Chưa. Mới có 2 ngày. Nhưng mà anh với vợ anh cũng cố gắng là tới bữa thứ hai, bèo lắm là thứ ba. Mà bây giờ nằm đó làm gì, uống thuốc gì? Uống thuốc chứ. Tôi đưa không biển không? Không, ngày đầu. Ba ngày chỉ vô ngày đầu thôi, bữa nay thì không biết có vô không. Nhưng mà chắc ăn là không có vô. Chích thuốc uống thuốc nha. Không có chích luôn. Nếu mà có vô nước biển thì thấy cái ống nó bấm vô chai nước biển một lần một chai một. Là bình thường cũng không có chích đưa 4 viên thuốc. Mà lại ăn được, ngủ được. Cũng hay, mình phải có nhờ giấc ngủ với anh. Ví dụ bác sĩ nói, ví dụ giờ anh có thích cái gì thì chiều ăn đi. Bệnh này không có cử gì chứ. Thì thích, hôm qua thì ăn cơm, cơm sườn. Bữa nay quay bữa canh, bữa trước thì cá. Đi trong nó về nhà nằm nó khỏe rồi sáng vô. Định đi về để coi bữa nay nó làm cái gì nữa. Kêu là cái gì? Siêu âm, mình chưa thiếu một cái điểm siêu âm. Rút máu có rồi, nội soi phổi, nội soi phổi là nội soi lên lỗ mũi, rồi chụp X quang rồi, còn thiếu một cái siêu âm nữa rồi mình định cũng ý kiến như em về nhà, bà mẹ mới giờ mấy ngày nay không có về, không biết có ai coi, không, nằm chèo queo ở nhà không có ai coi, bả chơi hết trời, đi ta về rồi thì nào ai tới giờ lấy thuốc mà chạy vô nó lấy rồi xong à, bởi vậy. Chứ đâu có chích chứ không biết gì đâu mà không có vô. Thì ý ai cũng nói với em cái bà với kia bà bỏ bà đi rồi kìa. Không có nhiều khi về nhà nóng ở đây mát thôi. Thôi đi mà về nhà nó khỏe hơn á. Nói chứ về nhà khỏe hơn. Để
Quang nói có ý kiến cũng y như tôi cũng nói gì anh, nhưng mà gán ngày này nữa đi, im ngày này nữa, ngày mai sáng ngày mai mình xin bác sĩ, chiều nay mình gợi ý đi em, bác sĩ cho ông cho mình cũng cúc bái luôn, xin ông cho đâu? Cho chứ, cho à nghe, nhưng mà nói câu gán chịu à nghe, cái này là cũng làm già chịu à, cho bác sĩ người ta không có đuổi. Mình hoàn cảnh nhà có ai đó, giờ nãy bao năm mà mẹ nằm nhà hả? Nằm chơi quéo nhà. Ừ, ai ăn ai uống hết trơn. Mua hộp cơm đem về cho bà. Chứ không có gì đâu. Giờ từ đấy chưa ta chạy về nhà chơi đi. Có bữa đó coi, bữa đó cái bữa ngày đầu tiên của chạy về, một ngày đầu tiên là vừa nhập viện tôi có chạy về một buổi, đó là tôi có chạy về. Mama. Chị có gì nhà chơi được không? Ba đi chút cho ba mệt. Hồi nãy tôi cổng đoạn tới ngoài đó đó. Từ trong đó ra thì cái cổng này chứ ba đi ba thở mệt thôi. Từ ra không nói chuyện với mình, nói chuyện anh em này thấy nó. Trời ơi, cái mắc cỡ. Mình thương.